Thưa quý vị và các bạn, sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn đối với một người lãnh đạo mẫu mực, tận tụy và hết lòng vì nước, vì dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về những tình cảm của người dân Ninh Thuận dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và Nhà nước và nhân dân. Là một con người gần gũi, giản dị vì nước, vì dân. Ấn tượng nhất với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công cuộc khởi xướng và tổ chức thực hiện công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cá nhân cũng mong muốn rằng là sau này những đồng chí kế tiếp sẽ thực hiện tốt cái sự nghiệp mà phòng chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng. Tôi rất ấn tượng với những lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đoàn. Bài phát biểu đã thể hiện được sự quan tâm và những kỳ vọng của Tổng Bí thư đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Là một đảng viên, đoàn viên và viên chức trẻ, bản thân tôi sẽ tiếp tục quyết tâm nghiên cứu, vận dụng và lồng ghép những tác phẩm của Tổng Bí thư vào trong công tác, đặc biệt là công tác chuyên môn. Tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bản thân tôi rất đau buồn, giống như người nhà, người thân của tôi mất vậy. Bác mất đi là một tổn thất lớn cho đất nước, cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến sự nghiệp đại đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác rất quan tâm tới bảo tồn, gìn giữ, phát triển của văn hóa dân tộc.